Rồi, mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay với lại kênh của mình. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn là cái ở đây là một cái cục đẩy là DTK450 và đây là cái quang là BSB KW3000 ha. Và đây là cái bộ mi. Thì hôm nay là mình mới nhập về các bạn ơi. Thì mình định sẽ lắp ráp là thành một cái chiếc lò kéo. Thì nói chung hồi đó tới giờ thì mình chỉ làm những cái âm ly đồ này kia tầm thường thôi. Thì bây giờ thì mình chuẩn bị làm những cái thứ mà nó hơi cao cấp hơn xíu các bạn nha. Thì tùy theo cái túi tiền của các bạn. Thì những người ở đây thì luôn luôn là ủng hộ mình. Thì mình hôm nay thì mình cũng chuẩn bị là mình thử test cái vang này như thế nào, coi cái tiếng ca nó như thế nào ha các bạn nha. Rồi thì ở đây thì các bạn thấy là cái cục này là cục 450 này các bạn ơi, DTK này. Thì mình dự định là chỉ gáp với bốn cái lo là hai tấc cả con khoảng 51 các bạn ơi, nhưng mà thật sự cái cục men nó rất là mạnh. Mình gáp như thế là có thể là thêm một cặp full ở trên nữa được nha các bạn nha, mình đóng thành chiếc lo kéo. Thì hôm nay mình test là mình test về bốn cái lo này. Ở đây thì cái bốn cái full này là mình thường ngày là mình đi show các bạn. Nó là con 75 nha các bạn nha, chép thì mình xài ở đây toàn là chép 450 đó. Thì ở đây các bạn coi là mình ở đây mình cũng đã đấu dây đó, các bạn thấy ở đây mình đấu dây nè ha, hai cộng dây này là hai cộng dây về lo. Còn như cái lo kéo này là mình chỉ mượn thôi nha các bạn nha, mình mượn tại nó có chân mình đẩy tới đẩy lui được này, cho nên là mình để cái cục này lên đây để mình dễ di chuyển thôi, chứ còn thật sự thì nó là đang hét hai cái lo này nha các bạn nha. Thì ở đây mình đang câu trong nó là trong một cái chế độ là 8 ôm chứ không phải là 4 ôm nha các bạn. Mình câu thẳng 8 ôm, không cho kính 4 ôm. Tại vì mình ở đây là mình có một cái tiêu chí á, nếu mà cục men không đáp ứng đủ với lo thì mình bớt ra, chứ mình không khi nào mình câu 4 ôm. Tại vì 4 ôm theo mình ở đây thì cái tiếng ca nó không đạt lắm. Cho nên là ở đây mình câu thẳng nha các bạn nha, coi cái cục này quýnh như thế nào. Nói chung thì mình cũng đã có thử rồi, mình thấy cái cục là thật sự nó rất là tuyệt vời các bạn ơi. Nó rất là mạnh, nó quýnh với bốn cái lo mà con 75 của mình là quýnh có thể đủ đó các bạn. Nhưng mà nó quýnh là quýnh đủ thôi. Như theo mà cơ bản thì chúng ta chỉ quýnh như vậy là quýnh một thời gian ngắn thôi. Chứ còn cái thời gian dài thì có thể là cái cục men này nó sẽ bệnh các bạn ơi. Cho nên là các bạn đừng có ý y nó mạnh quá mà mình phải câu những cái lo đeo mạnh quá thì sau này nó sẽ ảnh hưởng tới cái cục men mình. Nó thà các bạn cho để hư lo chứ không để cho hư cái cục men mình ha. Cục men mình tại vì cái hàng này là hàng mình mua là hàng bãi. Tuy là hàng bãi nhưng mà anh ấy dám bảo đảm với mình là hàng chưa qua sửa chữa gì hết. Chỉ có là mở ra để vệ sinh bên trong thôi. Còn ở trong toàn bộ là toàn đầu zin hết. Thì mình cũng đã mua về xong rồi, mình cũng ảnh chuyển cho mình xong, mình cũng mở ra mình cũng cả kiểm tra rồi hết. Thì nói chung là anh ấy này, anh Tháp này anh nói, ủa cái anh bán này anh nói chuyện rất là tuyệt vời. Là ở trong chưa có qua chỉnh sửa gì hết, chỉ là mở ra lau chùi thôi ha các bạn nha. Đó, thì bây giờ mình muốn test cho các bạn nghe một chút nhạc nha các bạn nha. Về núi sông, về non xanh, về tìm thăm quê cũ. Ta nhìn đồng lúa thơm đang chiếm vui, giờ bay bay vơi vơi. Tay anh chưa đón em, người anh thương, ghét môi xinh hồng tươi, tươi thắm, ghét môi xinh hồng tươi. Xa xa đang trẻ thơ, chào nắng sớm, cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chưa đón em, người anh thương, kết môi xinh hồng tươi, tươi thắm, kết môi xinh hồng tươi. Đêm nay trăng gầm mây, tình yêu ngất ngây vì tròn với thời gian. Đêm nay sông tràn dâng, mùa hoa vẫn say tìm về gió mùa xuân.
thơ chào nắng sớm cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chưa đón em, người anh thương kết môi xin hồng tươi, cười thắm kết môi xin hồng tươi. Đồng lúa thông đang chim vui cờ bay bay phơi phới. Tay anh chưa đón em, người anh thương kết môi xin hồng tươi, cười thắm kết môi xin hồng tươi. Xa xa đang ché thơ chào nắng sớm cùng đùa vui phơi phới. Mẹ anh chưa đón em, người anh thương kết môi xin hồng tươi, tươi thắm kết môi xin hồng tươi. Đêm nay chẳng gặp mây, tình yêu ngất ngây mình tròn vỡ thời gian. Đêm nay sông tràn dâng, mùa hoa bướm say tìm về gió mùa xuân. Quê anh thấm sâu, bao nhiêu cô gái vui mời chào em. Xa xa đang ché thơ chào nắng sớm cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chưa đón em, người anh thương kết môi xin hồng tươi, cười thắm kết môi xin hồng tươi, cười thắm kết môi xin hồng tươi. Nói chung thì mình gáp mình không phải là mình nói mình hay các bạn ơi, nhưng mà mình sẽ điều chỉnh đến mức mà có thể nha các bạn nha. Mình ở đây thì mình làm theo cái những cái gì đó mình biết được và mình có cái kinh nghiệm để mình làm đó các bạn ơi, chứ thật sự thì mình cũng là dạng tai ngang thôi. Nhưng mà tại cũng vì đam mê rồi cho nên là bây giờ mình đã đi đến cái đoạn đường này nha các bạn nha. Thì cái kênh của mình các bạn cũng đã thấy rồi đó, thì cái gì cũng vậy, mình chia sẻ là bằng cái sự chân thật đó. Cái gì mình biết thì mình nói biết, không thì mình nói không ấy các bạn nha. Như những cái này thì nói chung là mình cũng phải mò mới được các bạn ơi, mình phải về mình cũng phải dọc nó mới được, chứ còn thật sự mà nói thì mình mua về mà muốn nó hoàn chỉnh như cái ý của mình thì thật sự nó rất là khó chứ không phải là dễ. Nhưng mà mình ở đây thì mình nghe bằng cái cách của mình, còn người khác thì ca bằng cách của người khác, nghe bằng cách người khác. Cho nên là ở đây mình muốn làm ở đây thì trước tiên là cái van này mình phải chỉnh được 6 chế độ nha các bạn nha, để khi mà khách đó, họ mà sử dụng đặng họ biết cái cách đó trong đây, thì khi mà mình giao cái thùng này thì mình cũng sẽ chỉ cái cách hướng dẫn cho cái người khách mà người ta xài nha các bạn nha. Thật sự thì nó cũng rất là đơn giản các bạn ơi, thì cái gì mình biết thì nó dễ mà không biết thì nó hơi khó. À, nhưng mà khi mình biết rồi nó rất là dễ các bạn. Thì các cái dòng quang số thì các bạn thấy nó tuy rằng nó cũng hơi gồm gà, nó hơi phức tạp, nhưng mà những cái dòng quang này thì các bạn thấy là mình xài dòng dòng nó cũng có bao nhiêu đó các bạn ơi, chứ nó cũng không khác nhiều đâu. Nói chung dòng này dòng kia thì chung một cái dòng quang số thì quang cơ rồi đó, thì nó cũng dòng dòng vậy thôi, chứ thật sự nó cũng không khó khăn gì. Thì cuối cái video này thì mình xin kính mong tất cả các bạn trên mọi miền đất nước gần xa thì có yêu cầu mà mình thống về cái lo kéo các bạn, thì liên hệ mình qua số điện thoại là 0328 673 128, số đó cũng là số Zalo của mình luôn. Thì cuối video ở đây thì mình xin cảm ơn bạn Vũ Dương của mình nha, bữa nay đã đến đây hỗ trợ cho mình là ca trực tiếp mà là qua cái bạn ấy đàn luôn ha.
Rồi cái thứ nhì thì xin cảm ơn tất cả các bạn, chúc cho các bạn có một cuộc sống thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha các bạn nha. Rồi mình xin kính chào.